Dạ. Đi đi. Đi đi. Ha. Đi xuống. Mày à. Nhà đâu? Ba ơi. Không thao đâu. Ba em đi. Đi lên. Anh ơi. Con thờ đâu? Ơ. Em xin. Em lại anh chị. Vâng. Thế đi lên em không? Em biết em vừa ấy xong em mới chợt nhìn ra. Anh đang đi lên. Đi lên. Đừng làm thôi á. Cái phòng thơ này ra mày đùa mày. Là cháu cho lên nhân cái cửa sáng cái ra thẳng bắt phòng thơ đâu mà đi phòng nào? Không biết tội của con. Chứ đừng nói cho đang chờ đấy cháu ơi. Nước lên phòng khám, đi lên đi. Hả chưa?